Xin chào các bạn, tôi xin giới thiệu với các bạn là hôm nay có một thành viên trong nhóm gió quê đã mở một cửa hàng thịt lợn tươi sạch. Cửa hàng có tên là Mai Chi, mở tại kiosk số 3 của chợ Đoạ Úng Hòe. Và bây giờ đã là 6 giờ sáng, tôi mời các bạn hãy cùng tôi ta vào cửa hàng Mai Chi mua ủng hộ cửa hàng để mới khai trương được thành công rực rỡ. Với giá cực kỳ là hợp lý ạ. Với sắn bông thì bán giá 80, mà nạc bông thì bán với giá là 90 ngàn đồng thôi ạ. Rất phù hợp cho bà con ạ. Bên có nhân viên tặng bóng bay cho mình nhỉ? Khuyến mại trong 2 ngày, tức là ngày 7 tháng 9 và ngày 8 tháng 9. Khi quý khách hàng mua 1kg thịt lợn sẽ được tặng một gói xúc xích tiệt trùng hoặc một hộp trứng sạch giỏ quà. Các sản phẩm đều do công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp. Đoàn Mai Chi chuyên bán các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, giò chả, xúc xích và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thịt gà của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp. Tại cửa hàng thịt lợn, thịt gà, xúc xích. Để vâng ạ, xin trân trọng kính mời là quý hàng sau khi mua thịt heo xong sẽ ra trước cửa hàng để nhân viên công ty cổ phần chăn nuôi CP sẽ tặng quà khuyến mại cho quý khách hàng. An toàn của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn. Vì có tìm hiểu chúng tôi nhận biết công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Vâng ạ, phần quà của tôi sẽ là một hộp trứng sạch cháu quà. Xin cảm ơn cô. Chính vì vậy, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam được đầu tư với một đất nước trình độ có thể chuẩn mực sinh viên. Vâng, chúng tôi xin trân trọng xin mời là khi quý hàng mua lợn xong thì ra phần trước cửa hàng có nhân viên của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tặng quà khuyến mại cho quý hàng. Bệnh nhà bệnh nhân tại bệnh viện Ca Tân Triều Hà Nội tặng các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại nhiều các cơ sở khám chữa bệnh với những đóng góp đầy ý nghĩa cho xã hội. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam có sức khỏe đến vậy. Phần quà của chị sẽ là một gói thuốc tiêm tiệt trùng hoặc một hộp thuốc sạch sáu quả. Nghiên cứu phối trộn để sản xuất đất thanh chăn nuôi phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của heo, của gà để tạo ra thịt. Quà khuyến mại của cô sẽ là một hộp trứng sạch sáu quả hoặc một gói thuốc tiêm tiệt trùng. Mời cô. Vâng, xin cảm ơn cô. Phần quà của cô sẽ là một gói thuốc tiêm tiệt trùng. Mời cô sang quầy bóng bay để nhận thêm bóng bay. Tại đây, 100.000 người lao động Việt Nam là một trong 26 doanh nghiệp có đóng thuế lớn nhất cho nhà nước Việt Nam chúng ta. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam kết hợp với Bộ Y tế, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức các phong trào hiến máu tình nguyện, lễ hội xuân hồng và trình đỏ. Riêng công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam mỗi năm cán bộ và nhân viên công ty đều tổ chức các ngày hội hiến máu và đã đóng góp được hàng trăm ngàn đơn vị máu giúp cho bệnh viện có nguồn máu để truyền máu cứu người. Hàng năm, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đều có các phong trào ủng hộ đồng bào thiên tai bão lũ, đồng bào vùng sâu vùng xa, các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, xây nhà lưu trú cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Ca Tân Triều Hà Nội, tặng các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cùng nhiều các hoạt động thiện nguyện khác. Với những đóng góp đầy ý nghĩa cho xã hội, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã vinh dự được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng ba. Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam rất tự hào là doanh nghiệp nước ngoài được nhà nước Việt Nam tặng huân chương cao quý đó. Lễ trao tặng huân chương lao động hạng ba cho công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam được tổ chức vào ngày 5 tháng 12 năm 2018 tại trung tâm hội nghị quốc gia do đích thân phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh trao tặng. Kính thưa bà con, như chúng ta đều biết, sức khỏe giữ vai trò quan trọng đối với đời sống của mỗi chúng ta. Chính vì vậy mà các cụ ta thường nói sức khỏe là vàng hay có sức khỏe là có tất cả. Để có được sức khỏe tốt thì chúng ta cần được ăn thực phẩm sạch, uống nước sạch,
hít thở không khí trong lành, có chế độ đặc biệt, phòng tập vui chơi và nghỉ ngơi hợp lý. Trong các yếu tố trên thì nhu cầu về thực phẩm sạch, an toàn đang được toàn xã hội quan tâm và khuyến khích các trẻ. Thấu hiểu được những nhu cầu chính đáng đó của bà con cũng như của toàn xã hội, cần được cung cấp thực phẩm sạch. Cho đi thi kết hoan này, có thể giá nhất đấy. Xin chào các bạn, hiện giờ quê đang có mặt tại nhà hàng ăn uống Mai Chi, nằm cạnh vòng xuyến xã Nghệ An. Hiện anh em đang làm cơm liên hoan mừng ngày khai trương cửa hàng thịt lợn tươi sạch tại kiosk số 3 chợ Đoà Ứng Hòa. Tôi xin giới thiệu nhà hàng Mai Chi chuyên gà tươi chín cút và những món ăn như ba ba, lươn, ếch, cá, thỏ, chó, mèo, các loại. Tôi kính mong anh em bạn bè có yêu cầu ta liên hệ với nhà hàng Mai Chi được phục vụ tận tình, tận nơi. Xin cảm ơn. Cánh hấp. Bước 2 là ăn đùi chiên. Bước thứ 3 là quay ra là chấm lẩu hoặc là chấm miếng nấu xôi hoặc xôi hoặc là miếng xào, bánh đa xào, đông ma. Đây con gà này chắc phải ra như thế này này. Đùi ra đùi. Đùi đùi. Cánh là cánh. Gà. Quang gọn chỗ đầu thượng kéo nó lòi thòi lòi thòi. Tôi xin giới thiệu với các bạn là đây là chủ nhà hàng Mai Chi mà đồng thời cũng là chủ đầu bếp. Rồi xin chào các bạn. Nhà hàng Mai Chi rất hân hạnh phục vụ tất cả các vị công của bà. Tiệc cưới của anh hội nghị sinh nhật. Làm rét tất cả các món, đặc biệt là gà. Nhà cháu là gà này gọi là gà 9 phút rồi. Gà là gà 9 phút các bạn. À, và 9 phút là được ăn. 1, 2, 3, ai hiểu được thì nó rất dễ. Thì ăn ở nhà hàng thì cũng vậy mà ra đấy thì cũng vậy. Có nghĩa là mình ủng hộ các cháu tận nơi. Tận nơi. Giá tiền cũng không tăng mà cũng không giảm. Các cháu còn học sinh, còn bé thì chưa làm ra tiền thì trong cái góc độ mà nhà hàng sở lợi thì ủng hộ các cháu là thêm đĩa ngô chiên hoặc đĩa khoai chiên. Còn trong cái suất gà là cũng là 100 một suất và kèm miếng nấu hoặc miếng xào đủ cho 6 người ăn, 6 suất ăn. 100 một suất là có nghĩa là độc gà không đấy. Độc gà với miếng. Gà với miếng. Hoặc xôi. Thêm với xôi nữa. Đấy, gà miếng hoặc xôi đấy. Thì các cháu có nhu cầu ăn cái gì thì làm cái đấy. Chứ còn theo nếu như đặt suất thì cháu là cứ 100 một suất là độc còn gà. Còn giảm, còn giảm một cái. Thế cái gà nhà cháu thế làm này là đã xong chưa? Cháu có phải tắm ướp cái gì không? Gần như là không phải tắm ướp gì. Đã là gọi là gà tươi thì mình hoàn toàn thịt xong. Mình sơ chế qua là cháu đã là làm lông sạch và sơ chế moi móc hết là ruột. Và sơ chế rửa bằng nước gừng và nước muối. À. Đã sơ chế xong và cháu đã ra thành miếng như thế này. Giờ cháu chỉ là để như thế này và cháu đợi. Xong là cháu quay vào cho chiên, được rồi cháu quay vào chiên. Thế sao mà khi bà thấy cháu chiên lên cánh gà mới thân gà đẹp lắm rồi mà. Đẹp màu thì nhà cái chiên làm sao nó đủ nữa. Đấy, nó đủ nữa là nó đẹp. Vâng, nó đủ chứ không nữa. Phải là tấm lớp màu gì. To quá, to quá mà cũng nhỏ quá. Nhỏ quá thì nó sẽ bị nũng con gà và bé quá thì nó lại là nũng con gà còn to quá thì nó bị cháy con gà. Không được tắm ướp. Mình gà tươi roi roi này việc gì tắm ướp cái gì nó nguyên chất của nó ăn có phải ngọt không? Chả ngọt thì thôi. Cái gì cái nào nó phải thật. Là đưa màu cho mèo và ông cứ hỏi là hay là đưa bột nghệ bột nhất gì nào bột nghệ ai cho bột nghệ và để nó cháy nó khét mù đi. Thế theo như bà thấy nhà cháu mà cứ làm mỗi ngày hàng bao suất thế này thì nhà cháu tự làm đấy thì có phải mượn thêm người không? Cái làm vào bếp đấy làm các món đấy dù gà cá ba ba ốc ấy nhà cháu là gà cá ba ba ốc ấy làm tất cả các món này thì đất chỉ có một mình cháu làm ví dụ như 5-7-10 mâm thì là cháu làm được nhưng còn để mà 3-40 mâm hay 50 mâm hay là tiệc cưới hỏi hay là cái hôm nhóm quỹ đấy
Ông đình quỹ làm tại chỗ này này, này. Bà dập này, cưới luôn tại chỗ này là bằng 95 âm này cháu. Anh em chú cháu là cháu, mấy anh em chú cháu là cháu được anh em đầu bếp. Thế là về ở nhau về giúp đỡ nhau ngày một ngày hai. Một hai ngày giúp đỡ nhau thì mượn thêm một số người vùng bên dọn dẹp. Để phục vụ cho nó đầy đủ. Còn với cháu thì cứ kiểu 450 suất gà chứ là chỉ mình cháu cho đi. Mình cháu làm đấy tất. Và mình cho cháu đồ lên cháu làm với một hai người vùng bên thôi. Thế mà bây giờ có người mà gọi mà cháu ship đi thì cháu có ship tận nơi được không? Có chứ. Kể cả là nửa đêm thì nhà cháu cũng bán ngày như đêm, đêm như ngày. Ngày như đêm, đêm như ngày. Nếu mà ban ngày mà anh chị đang bận hội nghị không ăn được ban ngày thì ban đêm thì quay ra ăn ban đêm. Ban đêm cũng nấu gà cá ba ba ốc ếch ăn tất. Vấn đề là phải đặt trước. Ví dụ như là gà thì đến lúc nào cũng có nhưng mà ví dụ ba ba là phải đặt trước. Vì ba ba trong nhà có khả năng lúc có lúc không, chứ đến đùng cái đùi ba ba thì nhiều khi nó không có, nó nhỡ để bỏ ra cái nọ kia. Vì sống ba ba cái mùa nóng này thì nó khó sống, cho nên là phải đi mua. Ví dụ ăn tối là phải đi mua từ chèo này, là đi sang chợ chèo mình đi mua tầm 5-7 cây số thì ship miễn phí tiền ship. 5-7 cây quanh bẩn trong huyện này thì miễn phí tiền ship, chỉ coi như là tiền tiền đồ thôi. Xe pháo nhà có không vấn đề gì, không phải thuê mượn gì, cho nên là mọi người cứ ủng hộ thì mình cũng hết mình. Tất cả tận tình thì khách mình đã làm cái nghề nấu ăn này đấy. Đã làm cái nghề nấu ăn này thì cho nên là mình nấu lên thì chỉ muốn là mọi người ăn ngon. Ăn ngon thì khen ngon và khen mình làm được. Khen mình nấu ăn ngon thì mình mới vui. Đồng ý nó lợi nhuận, nó có lợi nhuận. Phải có đồng công có lợi nhuận, nhưng mà có cái lợi nhuận mức độ như thế nào. Mình làm mà người ta ăn không ngon thì tự nhiên mình mất khách. Mất khách thì mình không có công, không có của. Thế còn nếu mà mình để cho người ta ăn ngon, người ta khen đã sướng rồi, không cứ phải tiền. Cái biểu môi người ta chê cái là mình đã không thích rồi. Đấy, mà tiền nhiều thì ghét này thì có thì kiếm tiền làm gì. Đấy, nói thật với các bạn nhé. Mọi người cứ xung phong ủng hộ. Đâu rồi, chú nhà hàng nó rồi cho vào hỏi xem là cái rượu này thì cháu nó ngâm từ bao giờ hay là xuất có xuất xứ từ đâu thế này? Rượu nhà cháu thì nói bảo là riêng đặc biệt rượu nhà cháu này là cái bình rượu này là cây củ quả thôi, chứ không nhà cháu không động vật, nhà cháu chỉ là thực vật thôi. Nó cây củ quả thôi. Đây là táo mèo và ổi và sâm cau. Ở đây ổi kia là sâm cau, táo mèo mận. Còn là bằng 27 năm. Đấy, củ đầu mình 27 năm. Củ nó phải có phôi như thế này, có thân gỗ như này. Đấy, thì ngâm nó có chất lượng. Còn ba cái củ mà người ta bán rong ấy cũng là đinh năng, nhưng nó là củ lon, cũng là đinh năng mà nó có phôi gỗ hết, có nghĩa là gần như già hết. Đây là cái rễ chứ không phải là cái thân. Đây nó già này. Mình thích cái đinh năng này chất đầu ở trên đống gạch, trên đống gạch vỡ mà với đống xỉ của lò gạch ấy 30 năm. Mà hiện tại bây giờ nhà người ta cũng không ai ở nhà luôn, mà có con trai về là bán 30 năm. Trong mua cái củ này có nhiều tiền không? Trong mua củ này bằng 3.7 triệu. Độc củ này 3.7 triệu. Một cái bình nhà của cháu là 150 lít. Bé này là 150 lít. Cái bé này 180 lít. À như thế không có lá chanh thì không ra cái gì. Miến nấu mà không có mà đầu răm thì không ra miến nấu. Chào đi, chào đi. Chào nữa nè. Chị giới thiệu với bà con đây là xôi lạc. Xôi lạc nhà quê. Xôi lạc xin chào mọi người nhá. Đây là món lộn mà của nhà mình này. Món lộn này là có gồm có su hào, cà rốt, hoa chuối, các loại rau thơm. Chả tai lợn và sữa nhé. Đại khách đây. Thật mềm rồi này. Bây giờ mình cho lạc gai gia vị và bò khô vào. Cho ra đại khách rồi đấy. Đây là có nộ rau củ quả này nhá. Ở nhà tôi làm đấy này. Mọi người ăn được cầu ăn lộn này thì
quá. Thế ơi, đi đâu? Đi đâu? Đi suốt. Cho mấy cái đi chị. Đây là mình kiếm cánh hấp. Đây là cánh cá hấp. Em ở đây để cho anh rửa, em ở đây để cái này 100 ngày luôn rồi. Này, cho tâm tâm 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 này, cho tâm tâm